Đây là quang cảnh trận đấu khai mạc của đội bóng đá Thành Lâm ở tập 2. Các bạn đang chứng kiến hiệp 1 giữa đội Phúc Giang Nguyễn và Tâm Hoàng Châu. Tốc độ gió bây giờ khoảng 60 km/h. Tập trung đi. Mưa nhỏ, trời rất mát, rất là thuận tiện cho hai đội thi đấu. Nó ấm. Ngoài trong này. Trận đấu đang diễn ra rất là đẹp mắt. Tâm Hoàng Châu đang chiếm ưu thế. Nhưng Phúc Giang Nguyễn cũng là một bóng rất là mạnh. Tất cả còn ở phía trước. Cảm ơn các bạn là quan cảnh của các bạn khán giả và ban huấn luyện đội Tâm Hoàng Châu. Ở cuối hiệp 1, Tâm Hoàng Châu nâng tỷ số lên 2-0. Một pha bóng thể hiện kỹ chiến thuật rất là hoàn hảo. Có thể nói Tâm Hoàng Châu đã chuẩn bị rất kỹ cho giải Thành Lâm mở rộng lần 2. Thời gian vẫn còn nhiều, hy vọng Phúc Giang Nguyễn sẽ không bỏ cuộc. Mày Lâm ơi, Mày Lâm,